còn để nọc xương hả? Vẫn còn nằm xương hả? Mình tự nọc hả? Con ba mâm thì một con chó là được rồi. Một con chó là rồi, của tầm con chó còi khoảng tầm 10-15 cân gì đấy hả? Thì cứ là ok. Đấy, bây giờ phải bỏ cái bạt xuống làm cho nó sạch sẽ. Làm nó cắm lên giếng cho bố ra. Ôi bác ơi, sao bác không mua cái giếng xay? Ôi thì chết rồi. Cái giếng này để tí thái miếng. Cái giếng thái miếng thôi chứ còn đâu, nếu mà để làm giếng xay đúng rồi. Để toàn cao thủ này. Thêm 1/4 quầy nữa. Có người. Chào mọi người. Hôm nay mình đã quay trở lại với mọi người một cái video tiếp theo trên cái kênh vlog của mình mọi người. Thịt cầy nhá mọi người nhá. Ông bác mình đang giải quyết nghe em chó này nhăn rồi. Cái tơ này chúng nó làm 7 món. Này mấy món nó gọi là món truyền thống. Ừ. Ở chỗ mình thì mọi người ai cũng biết ăn thịt chó. Thế nên mà tất nhiên thì chỉ có thịt chó thôi. Thì chó nó dễ ăn mọi người. Hôm nay là nhiều người bị uống rượu nên tổ chức tất niên là dùng thịt chó nó là hợp lý rồi. Đấy, đấy nhá. Con này mua ngoài người ta giết rồi nhưng mà con này nó vừa tầm 15 cân. Cứ làm 3 mâm cứ đủ 7 món thôi. Thêm quẩy ngoài lại được quá này. Nhiều luôn. Ủa thì trên này cái lúc vừa bác Loan có mua cái tiết không nhỉ? Có tiết không? Có tiết để tí nữa lát nữa mình nấu rượu mặn chứ. Đấy có ít tiết để lát nữa nấu rượu mặn, có lúc dừa nữa là ok rồi. Tật chó. Tiết. Bác mình bảo là tiết canh chó, mùi tiết canh chó mà bây giờ phải tự mình làm cơ chứ ở ngoài chợ người ta chọc rồi thì khó lắm. Đây mọi người. Rau dạ các bác mình đã chuẩn bị là cẩn thận rồi này, ớt này, na mơ này, giềng này lát nữa mình thái miếng để ăn nhé mọi người nhé. Đây còn cái này mới là cái quan trọng, cái này là giềng xay để lát nữa mình là chế biến cái món rượu mận. Đó. Tiết nào, à đây rồi, tiết chó đây rồi mọi người này, đấy tiết chó này, đây à đây mẹ nước dừa đó. Đây còn thêm 2 quả dừa nữa. Hôm nay là một món của tàu xì luôn. Quá ok rồi đấy. Đấy thôi bây giờ anh em mình bắt tay vào làm. Các bác làm mà mình phải làm thôi. Đấy, xương này lát nữa mình sẽ ướp với lại giềng mẻ mắm tôm giềng xả kia. Cho ít nước dừa ăn lên. Cho nó luộc cá chung vào cái nồi lên luôn. Thập cẩm cái lù luôn. Mình tiện mình làm thì cho nó nhanh. Ngồi ra nhà thì đã có ít lồi sẵn. Đấy xương lọc như này tí còn có miếng mà gắp này. Nhưng mà lọc sạch quá trơ xương ra thì chó nhìn thấy cũng khóc. Có gì mà gắp. Đấy còn cái mớ kia thì nếu mà thừa lại tí nó cái nào vụn quá cho nấu rượu mặn hết rồi. Hay là ít cho xào nữa. Xào. Vụn bạc ngã ra xào mới rượu mặn. Ừ. Rồi ok rồi. Thế tí nữa bác vững xào bác tính là định xào bằng cái gì, xào rau má à? Rau má. Ừ thôi được, xào rau má cũng được. Rau xả đi. Rau cao đi xào lõn. Lõn riềng. Lõn riềng ăn mới ngon. Rồi, món đấy luôn. Nón giềng ngon lắm, nón giềng ăn nó ngọt cực kỳ luôn. Riêng mà thịt chó mà xào nón giềng ăn ngon đấy. Thôi mà không, nát mình xào rau má được, nó chậm. Xào kia ke là cứ 3 mâm thì là 3 đĩa. Thái nướng đi. 40 điểm bạn.
Chứ mà bò thì phun vào tí nữa là không ai được đâu. Đấy. Có cái đảo đều lên xong bắt đầu là đi thôi. Đỡ bao nhiêu tiền đấy? Đỡ nó giữ từ diễn là đỡ bao nhiêu tiền đấy? 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 Đây là đùi. Đùi lọc ra đấy. Đùi lọc ra cho cùng một cái lồi này để làm hấp. Đúng rồi, hấp cái đùi thôi. Còn đâu vai vì bà chỉ là nướng và xào. Đúng rồi. Ok rồi. Và rượu mận. Rượu mận thì là nóng. Rượu mận chốc rồi chấm với bánh đa. Đấy, rượu mận thì đấy thì em, đây đã lọc sẵn rồi, cái đầu này mình đã lọc sẵn ở đây rồi. Có gì đâu. Bát cung. Và đấy bát làm sao hết được. bắt chọc luôn đi này. Nó bắt đọc mấy miếng rồi một bát mẹ mày mấy chục. Không còn cái anh ngoài sau là tí này cái mấy miếng nào mà nướng thì anh cứ thái thì thôi, nửa ông là thái ra sẵn đi. Tí nữa ướp xong là nướng. Còn này vụn thì để lại tí em thái cái đấy là để ướp cái rượu mận. Hai quầy vai là xong, hai quầy ba chỉ. Thì thế em bảo là bây giờ là anh cứ cắt cái lướng đi để tí nữa mình ướp mới mình xào tôm đã. Rồi. Còn đâu cái vụn này tí để ra đây để em thái cùng với cái này để ướp cái rượu mận đấy. Cứ những cái ra cái thái. Để lọc cái đầu rồi thôi. Lâu lắm rồi không vào sở trường ấy. Chốc đó để lên. Thì đã bảo rồi lâu không làm thì nó quên chứ sao. Chốc là 2-3 lên uống rượu nhá. Nhá. Không thì chó nó cứ phải thái. Bác Viện nghe chưa? Cứ vuông con gà cho em, cứ vuông cho nó. Vuông con gà. Đúng rồi. Xong rồi này, chú bà lấy cái lồi kia ra để cho bớt bà xong đây, còn đâu mình giải quyết cái món rượu mận mọi người. Lọc hết cái đầu, cái thủ của con chó rồi. Bây giờ đi. Đi. Cắt cái xương này ra, lọc hết thịt. Mà mình sẽ nấu rượu mận bằng những cái thịt thủ này thôi. Đúng rồi. Em làm cả cái này anh tí anh băm nhé. Em băm một nửa, anh băm một nửa để cho nó vào cái anh cho một ít vào thịt nướng đi. Thì để ướp nướng ấy. Còn em cho vào cái rượu mận. Mẹ cho vừa phải thôi, nó muốn chết. Đây thì anh Hoàng với lại bác mình sẽ tập trung vào ướp cái nướng nhé. Nướng để xiên vào cái cây xiên cho đến bếp than hoa. Cắt cửa không là phải đi ăn trộn kỳ được itana vào đây. Rồi tất cả những cái thành phần này đều phải để trong vòng khoảng tầm 10-15 phút mọi người nhé, ở chỗ mình gọi ở quê thì tôi là phải như thế mới là đạt. Đúng rồi, đấy đây đúng thịt chó quê chính hiệu mọi người nhé. Mà đúng chó tôi dơm nguyên lớp rồi đấy. Đúng rồi, không quên. Dơm lết vào 3 cộng thôi, còn lại dơm tẻ thôi. Dơm lết còn nặng, còn riêng dơm tẻ là quê tôi không thôi. Không, nhưng mà nói thật mọi người là hôm nay nhà mình cửa được con chó này của nó ngon. Nó lạc đến da. Mỡ thì ít. Đúng rồi. Đây, cả con chó được có tí mỡ bỏ đi này. Cả một con chó lọc được, chắc là được 2 hoa mỡ kìa. Đấy, nằm thọt lọt ở trên cái đống xào. Xả kia đây, còn chỗ này thì lát nữa mình cũng phải ướp mấy dương mẻ mắm tôm để mình xào nhé mọi người nhé. Nhưng mà cái này phải từ từ xào, phải là cuối cùng ăn cuối cùng thì nó nóng ăn nó ngon. Là gần đây mắm mới xào. Đây, bóp tí nó bóp luôn vào cái nồi kia. Không thì đấy tí nữa cái xào này mình sẽ cho vào cái nồi này. Mình bóp luôn cũng được, bóp luôn để nó ngấm. Bóp luôn anh Hoàng ấy. Anh tiện tay để anh đang tiện cái này đấy. À thế ạ. Thế cần bản là anh lại nhanh quá. Bây giờ thì xả cho tí riêng. Đấy, đây giường say đi rồi. Còn mẹ nó không vậy? Mẹ hát còn đấy. Mẹ hát còn đấy. Còn một túi to bự em kia kìa. Mẹ hát còn. Thế là còn tí mẹ nó bỏ vào đây là tổng kết. Đúng rồi, xong là bổ hai quả dừa cái cho ra ngoài bát kia. Đâu dừa kia ba là cần thì mới cho. Nhưng có thế thì phải bổ ra ngoài bát chứ cứ để đấy rồi. Hay là cả bỏ vào Linh cùng nó ngọt nước. Tiết đấy để tí nữa mình cho vào cái dừa mận. Vâng, mẹ em con. Thôi đây là cái xào này thì bây giờ mình sẽ thôi cứ cho vào đây đi. Mình sẽ cho vào đây rồi mình ướp sẵn đi. Cái xào này mình sẽ xào cuối cùng. Đây mọi người nhìn thấy con chó nó nạc dã man luôn. Như thịt trâu.
ngon lắm. Cái này xào với rau má thì cũng là ok đấy, nhưng mà mình cũng có một cái video mình xào bằng nón riềng ấy, cũng ngon. Nón riềng non ấy, ngon lắm. Đấy. Thì cũng chủ yếu là chỉ dùng cái riềng xay này, giã nhỏ này đấy. Riềng xay giã nhỏ này. Đó. Riềng xay giã nhỏ, ướp cho kỹ đây. Mình sẽ cho thêm một ít mắm tôm. Đây, tiếp đến là mình cho thêm mắm tôm. Thôi, em tưởng anh đi ăn ở đấy hả anh Tuấn? Rồi không sao, không sao. Hơi nhiều tí. Không hơi nhiều tí để yên. Mặn mẹ mà. Không. Thôi có đâu, còn rau má, không. Thôi được rồi. Đâu còn rau má nữa. Thế thì cho thêm một ít vị chính. Nhớ đi. Rồi ok. Thôi. Được rồi. Cho cháu tí mẻ nữa vào đây. Mình cứ ướp sẵn vào đây tí nát nữa, mà khi mà mình xào thì lúc đấy mình sẽ tiếp nước dừa vào sau mọi người. Khi mà nó săn cái thịt vào rồi, bắt đầu mình mới cho nước dừa xào cùng với rau má nó mới ngon. Chung là thịt chó này thì ở quê mình nó là món phổ thông, ai biết làm từ già đến trẻ. Đi gọt kỹ. Xe đi, xe số sàn mà. Đinh dễ chân trống nghe. Đấy, bây giờ bác cho thêm cháu tí mẻ vào đây để cho nó ngấm, cho bóp cho nó ngấm vào đây là tí nữa là xào là ok rồi. Đây là món dưa mận. Đây là lát nữa là mình sẽ xiên mình nướng than hoa. Không, con chó này ngon thật, phải nói chưa bao giờ nhìn thấy con chó nó lại lạc đến mức độ này. Úi giời ơi, 9 cân hết sao được. Mới 9 cân, mới cần lông mới ra đến 9 cân rồi nhưng mà vững nhỉ. Rồi ok, thế không? Rồi, xong. Đấy, bóp xong rồi mình sẽ để nó ngấm thật kỹ rồi. Bây giờ mình làm xong ít rau má này. Bác Bang Lan là xào rau má thì mình sẽ lấy ít rau má để mình xào thôi. Đó. Rồi. Để trong vòng tầm 15 phút nữa bắt đầu khi mà cuối cùng ăn mình mới xào nhá. Ok rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi mắm tôm nữa thôi. Mắm tôm thì anh Dũng anh đang cho ớt vào cái bát mắm tôm này rồi.
chiết ra ngoài bát con này để vào làm có như này anh em mình sẽ lên mâm thôi. Còn một món xào nữa, món xào thì nát nữa mình đầy đủ người bắt đầu mình cũng cho lên. Hôm nay ông anh mình phải làm nên hôm nay phải muộn phải muộn nên thôi, còn vẫn còn được cái gọi là cái suất pha mắm. Ông anh cho ra ngoài ba bát để cái mâm cho là mình, anh em mình lên uống rượu vừa xong là xào cho lên là xong luôn, ok rồi. Biết ra ba người tôi làm ba muôi muốn muôi mà chắc là làm này chắc phải pha thêm thôi, cứ từ từ nếu mà có thiếu thì pha thêm. Có lên không anh em nhà lên mâm ấy bỏ nữa đây, hắn còn nguyên một chỗ rồi cho mắm đấy đấy nhá. Người nhìn cái trông nó hấp dẫn quá, hấp dẫn luôn. Ok rồi, bây giờ anh em mình sẽ lên mâm nhé mọi người nhá. Lên uống rượu rồi đói lắm rồi. Ba mâm. Thịt cho quê đủ món luôn.